Nay em sao vậy? Em mệt. Có chuyện gì không vui hả? Em mệt thiệt. Hay là tại nãy anh nhắc tới gia đình của em không vui đúng không? Em đâu có nói gì đâu. Rồi giờ em cứ để cho mình lén lút vậy hoài hả? Ủa anh Trọng, ngay từ đầu tụi mình đã xác định là mối quan hệ của tụi mình chỉ dừng lại như vậy thôi mà. Bộ anh muốn tiến xa hơn hả? Em không muốn hả? Hai đứa mình đã có gia đình hết rồi, có con cái hết rồi, tụi mình không thể nào tiến xa được. Rồi bây giờ em muốn làm sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà thiệt sự là em cảm thấy rất là mệt mỏi. Em không có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như vậy hoài nữa. Bây giờ em muốn làm sao em cứ nói đại đi. Hai đứa mình tạm thời xa nhau một thời gian nha. Để rồi sau đó em lại điện cho anh. Em nói em nhớ anh. Anh là nhớ em rồi hai đứa mình tìm với nhau giống như lần trước vậy đó hả? Em có cảm giác là chồng em biết rồi. Nó nói cái gì với em hay nó có cái biểu hiện gì sao? Chỉ là cảm giác của em thôi. Thôi mà, không có chuyện gì đâu, tin anh nha. Thôi mình đi về đi. Sớm mà về cái gì? Em muốn đi về. Em nghỉ chỗ Nhung đi, cứ ra nó phụ hoài à. Nếu tiệm nó đông á thì kêu nó kiếm thêm thợ mà phụ. Ừ thì em cũng có nói với nó rồi, nhưng mà muốn gì thì cũng phải đợi từ từ đấy chứ, không phải là muốn kiếm là có người liền đâu. Kiếm thợ mà đâu phải kiếm kế toán hay bác sĩ đâu, mà là kiếm không được. Rồi thì để có gì từ từ em nói lại với nó cho. Anh đã kêu em nghỉ ngoài tiệm rồi, em cứ đi sớm về trễ nên đã khuyên em nghỉ là như vậy đó. Đã kêu rồi đó lại ra đi ngoài tiệm đó, giống như là mình không có nghỉ vậy đó. Rồi em biết rồi. Để có gì từ từ em nói lại với nó cho. Anh đi ngủ thôi. Nếu em muốn mở tiệm làm tóc đó thì em dành dụm cũng được bao nhiêu nói anh, còn thiếu á anh sẽ mượn mẹ để bù vô mở cho em cái tiệm. À, Dạ. mấy bữa nữa anh có một cái tour đi du lịch ở ngoài Bắc, đi cũng khoảng cỡ cả tháng, em có cần mua gì không? À, không cần đâu anh. Để ngày mai á, em mua áo ấm cho anh mặc nha. Giờ ngoài nó đang lạnh lắm. Thôi thôi khỏi, công ty đã lo hết quần áo cho anh rồi, rồi nên em đừng có mua. Ừ. Bây giờ muốn chia tay đúng không? Sao im lặng vậy? Thì em nói rồi. Cô ngồi xuống đó coi. Anh làm cái gì vậy anh Trọng? Cô muốn quay lại với anh chồng thân thương của cô đó hả? Anh làm sao vậy? Ngay từ đầu hai đứa mình cũng thừa biết đây chỉ là một cuộc chơi thôi, không có kết quả gì hết. Anh có gia đình của anh và tôi cũng có gia đình của tôi. Bây giờ tôi không cần biết. Nói chung là hai đứa mình chia tay. Chơi? Cô đùa với tôi hả? Anh bỏ ra coi. Tôi nói cho anh biết nha, ngay từ đầu hai đứa mình đã xác định là cái chuyện này nó không đi vào đâu hết. Bây giờ tôi không cần biết anh suy nghĩ gì hết. Cô thừa biết là tôi thương cô, tôi chấp nhận bỏ bê gia đình để đến với cô. Rồi bây giờ cô nói cái này là cuộc chơi, cô coi tôi giống như là một cái món đồ chơi của cô vậy đó hả? Nói chung là bây giờ anh đừng có tìm tôi nữa, tôi đổi số. Anh đừng phá hoại cuộc đời tôi nữa, được không? Cô muốn giận nhưng thằng này không muốn. Đó là chuyện của anh. Và nếu như mà anh dám đụng đến gia đình của tôi thì tôi cũng không bao giờ để yên cho vợ con của anh đâu. Cô làm cái gì? Thì tôi làm như những gì mà anh sẽ làm với gia đình của tôi. Hơn nữa tôi nói cho anh biết, trước khi tôi dấn vô cái chuyện này với anh, tôi cũng đã tính hết đường rồi.
anh đứt cửa rồi. Cho nên bây giờ anh muốn làm gì gia đình của tôi á thì cũng hơi khó ha. Vậy là ngay từ đầu cô chỉ câu tôi giống như thứ giải quay khi mà chọc cô đi vắng đó hả? Giỡn mặt với tao đó hả? Chết đi! Tao chỉ cần biết thế nào là trò chơi. Giỡn mặt với tao hả? Bị cáo Trần Minh Trọng trong suốt thời gian quan hệ tình ái với bị hại Lê Thị Như Kiều, cả hai có phụ thuộc kinh tế của nhau hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, trong khoảng thời gian mà bị cáo với bị hại quen nhau không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhau. Cuộc sống của Mạnh ai nấy sống mà. Cả hai đã thuê căn phòng trọ ở xa để tiện cho việc qua lại đúng không? Dạ đúng thưa hội đồng xét xử. Trong khoảng thời gian tình ái với nhau, gia đình của hai người có phát hiện về chuyện vụ trộm này hay không? Dạ thưa không, vì hai chúng tôi giấu rất kỹ à. Vậy thì ai trong hai người muốn kết thúc chuyện tình này? Dạ thưa hội đồng xét xử, là Kiều. Vì Kiều nói là Kiều cảm thấy như chồng của Kiều đã biết cuộc tình vụ trộm này, cho nên cô ấy muốn dừng lại. Nhưng thiệt sự bị cáo biết là do Kiều không còn thương bị cáo nữa, cho nên cô ấy mới dừng lại và muốn quay trở lại với gia đình. Nếu biết như vậy, tại sao bị cáo cố chấp không chịu chia tay với bị hại? Dạ thưa hội đồng xét xử, tại vì bị cáo vẫn còn thương bị hại rất nhiều. Thương mà tại sao lại giết chết bị hại? Dạ thưa hội đồng xét xử, tại vì trong lúc đó bị cáo nóng giận quá, cho nên không có kiềm chế được bản thân, cho nên mới lỡ tay sát hại bị hại. Nhưng rồi sau đó bị cáo cũng đã nhiều lần tự tử để mong chết theo bị hại, nhưng mà không được. Bị cáo đau khổ tự tử chết theo người tình, hay là bị cáo tự tử vì muốn trốn tội? Dù bị cáo thành khẩn khai báo, nhưng hành vi giết người của bị cáo trong nhà nghỉ thì vẫn là quá tàn ác và hết sức dã man. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Minh Trọng là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất tàn bạo, đã giết chính người tình mà bị cáo vừa ân ái xong. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo mức án tử hình về tội giết người. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời người đại diện của bị hại Lê Thị Kiều Như, anh Ngô Công Tiến đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Trần Minh Trọng hay không? Thưa hội đồng xét xử, mong hội đồng xét xử xử đúng người, đúng tội để lấy lại sự công bằng cho vợ tôi. Mời anh ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo Trần Minh Trọng, chị Nguyễn Thị Mai Liên đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Trần Minh Trọng hay không? Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi còn có con nhỏ, con chúng tôi còn ngây dại lắm. Lỡ chúng biết được cha chúng bị gì, không biết chúng sẽ sống ra làm sao. Nên mong hội đồng xét xử xem xét mà giảm nhẹ án cho chồng tôi, để anh ấy có thể quay trở lại với gia đình. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Trần Minh Trọng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo cảm thấy tội của bị cáo là rất lớn, nhưng kính mong hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý.
sau khi nghị án, xét thấy hành vi của bị cáo Trần Minh Trọng là đặc biệt nguy hiểm, mất nhân tính, đã có vợ mà sống chung như vợ chồng với người khác là trái pháp luật. Hành vi của bị cáo không thể cải tạo và giáo dục, cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung cho cộng đồng. Áp dụng Điều 93 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Minh Trọng mức án tử hình về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Một phiên tòa mà quá nhiều nỗi đau. Nỗi đau cho mối quan hệ ngoài luồng của Như và Trọng, để rồi phải nhận kết cục thảm thương. Một người chết, một người đối diện với bản án tử. Nỗi đau của Tiến và Liên khi phát hiện ra người vợ, người chồng bao lâu nay họ yêu thương lại phản bội mình, lén lút duy trì mối quan hệ tình cảm với người khác. Họ còn đau đớn hơn nữa khi vừa phát hiện ra sự thật, chưa kịp nghe lời giải thích thì người vợ đó đã chết thảm thương, còn người chồng kia lại trở thành hung thủ giết người và bị tuyên án tử. Nỗi đau của những đứa con mất đi người cha, người mẹ. Nỗi đau của hai gia đình mất đi người thân. Giá mà Như và Trọng biết nghĩ cho gia đình, biết dừng lại những cảm xúc của riêng bản thân mình, thì đâu có một phiên tòa đẫm nước mắt như ngày hôm nay. Chào anh, tôi có thể ngồi nói chuyện với anh một chút được không? Sao gia đình tôi bất hạnh vậy cô? 2 năm trước, anh Thịnh, con trai đầu của tôi, đã bị kết án tử hình. Bây giờ, thằng Danh cũng đi theo vết xe đổ của anh trai nó. Mẹ kiếp, anh muốn bay qua anh chém cái thằng còi cho nó chết quách nó cho rồi đi. Nó ôm tiền của mình nó trốn luôn rồi, lấy đầu ra cho anh chém nữa. Mượn người ta 120 triệu để cho em quên nước ngoài em làm một thời gian, tưởng đâu về có tiền để trả nợ cho người ta rồi dư một số vốn làm ăn. Bây giờ nó gạt anh, nó ôm tiền đi mất tiêu rồi, tiền đâu mà trả cho người ta đây? Ủa anh, bộ bà Thanh mới cho người qua đòi nợ rồi hả anh? Em đừng có nhắc tới cái bà đó nữa, bà cũng không có tốt lành gì đâu. Lúc đầu á, cho mượn tiền thì nói ngon nói ngọt lắm, bây giờ biết vợ chồng mình lâm vô cái hoàn cảnh như vậy nè, bà đòi giật ngược giật xuôi. Bà còn hăm he đó, nếu đây tới cuối tháng vợ chồng mình không trả cho bà qua bà xiết nhà đó. Chết rồi, vậy giờ mình tính sao giờ anh? Tính cái gì? Tính cách nào cũng chết hết á. Hay là bây giờ em mượn tiền bạn bè em á, rồi đưa cho bả trước nha. Bạn bè của mình á thì có đứa nào có tiền nhiều để cho mượn? Alo Kiều nghe nè. Kiều hả? Nguyễn nè. Nguyễn hả? Nguyễn tới khách sạn rồi hả? Ừ, đúng rồi. Nhớ là ngày mai mình gặp nhau nha. Ừ, Kiều nhớ mà. Ừ. Mà Nguyễn đang xài số điện thoại của khách sạn á hả? Ừ, đúng rồi. Ừ, vậy ngày mai á mình hẹn nhau ở khách sạn luôn nha. Ừ. Ừ, ok vậy nha. Bye bye. Ừ, bye Nguyễn. Ừ. Ai mới gọi vậy em? Nhỏ bạn quen trên máy bay á. Nó về nước để du lịch. Rồi nó người nước ngoài sao nó nói chuyện tiếng Việt được với em?
mẹ nó là người Việt nên nó nói được tiếng Việt. Nó nhờ em á là làm hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam cho nó mấy ngày. Em cũng rảnh quá ha. Hai vợ chồng đang lâm vô hoàn cảnh này, em còn tính đi làm công không cho người ta nữa hả? Ai nói là làm công không? Nó hứa với em là nó sẽ trả tiền. Nó kể với em á là nhà nó giàu dữ lắm, nó đem tiền về nhiều lắm để trong ba ly á. Lúc trên máy bay á, em có dặn nó là coi chừng người xấu người ta lấy, nên á nó quý em lắm. Anh, hay là em thử hỏi mượn tiền nó được không ta? Nhưng mà chắc không được đâu, mới quen chắc người ta không dám cho mình mượn đâu ha. Anh! À, em nói gì? Em nói á là em tính mượn tiền của nhỏ bạn mới nè, mà chắc mới quen người ta không dám cho mượn nữa ha. Ờ, em. Ừ? Em nói về Việt Nam đem theo nhiều tiền lắm hả? Ừ. Vậy thì có cách để hai vợ chồng mình kiếm tiền rồi. Cách gì anh? Ngày mai anh với em dắt đi du lịch. Anh muốn đi chung thiệt hả? Ừ. Nguyễn ơi Nguyễn, Kiều nè Nguyễn. Kiều hả? Dí, vô đây. Ủa, ai vậy Kiều? Danh chồng của Kiều á. À, vậy hả? Chào em. Dạ, chào anh. À, rất vui được biết em. Ừ. Nguyễn, Nguyễn ở đây thấy được không? Nguyễn nói thiệt nha, Nguyễn không có thích ở đây lắm. Nguyễn thấy nó ngột ngạt làm sao á. Thôi Nguyễn ở tạm đi. Tại vì Kiều cũng muốn là hả, muốn chỗ gần gần để cho hai tụi mình thuận tiện qua lại. Có gì á một lát mình tìm chỗ khác ha. Kiều tốt quá à. Cảm ơn Kiều nhiều nha. Không có gì đâu. À mà Nguyễn à. Dạ. Anh nghe Kiều kể là em thích khám phá nhiều nơi du lịch ở Việt Nam phải không? Ừ, dạ đúng rồi. Thôi bây giờ mình tranh thủ đi sớm đi ha. Ừ. Đợi Nguyễn xíu nha. Ừ. À, Kiều, hôm bữa hả, Nguyễn có nhờ Kiều á mua giùm cho Nguyễn cái sim điện thoại để Nguyễn gọi về cho mẹ á. Kiều mua chưa? Chết rồi, hồi nãy á đi gấp quá, Kiều để quên với chứng minh nhân dân nhà rồi. Giờ sao giờ ta? Vậy giờ sao? Vậy không mua được hả? Ờ, thì bây giờ á mình về nhà lấy chứng minh của Kiều để mà đăng ký sim cho em đi. Tại vì ở Việt Nam á bắt buộc là phải đăng ký sim thông tin cá nhân đầy đủ mới được. Ờ, vậy hả? Dạ. Được không? Với lại trên đường về nữa cũng có nhiều cảnh đẹp lắm. Rồi anh ngừng lại để mà cho em chụp hình nhiều tấm ha. Đi. Em ơi. Gì anh? Không biết xe anh sao nó hư, nó tắt máy rồi. Bị sao vậy? Anh cũng không biết nữa, để anh coi coi. Chắc bà là bị hư bu ri hay vậy đó. Phải không? Hay là hai chị em đi ra ngoài kia chụp hình selfie check in gì đi. Đợi anh xíu, làm xong liền á. Đi, đi em. Dạ. Ra ngoài kia mình chụp hình cánh đồng đẹp lắm. Để Kiều chụp cho Nguyễn nha. Dạ. Đó Kiều. Góc này sáng chị. Đẹp ghê á. Dạ. Đẹp. Nữa. Anh làm cái gì vậy? Phải giết nó. Nó có tiền cả đó.
Phụ huynh kìa. Anh Điên hả? Phụ huynh kìa. Phụ huynh kìa. Phụ huynh kìa. Chết không? Hả? Cứu bây giờ rồi. Phụ huynh kìa. Nhanh lên, nhanh. Chạy đi, chạy. Bị cáo Hồ Thanh Danh, tại sao bị cáo lại dùng dây xiết cổ bị hại là chị Tiêu Liên Nguyễn cho đến chết? Dạ thưa hội đồng xét xử, do bị cáo có vay mượn 120 triệu để cho vợ qua nước ngoài xuất khẩu lao động, nhưng không ngờ bị người ta lừa hết tiền. Lúc đó vợ bị cáo bị trục xuất về Việt Nam. Lúc đó lâm vào hoàn cảnh khó khăn, với lại thiếu một số nợ khá lớn. Do đúng lúc bị hại từ nước ngoài trở về để du lịch, đem rất là nhiều tiền, cho nên bị cáo mới nảy sinh ý định giết bị hại để cướp tài sản. Bị cáo Trần Ngọc Kiều, tại sao bị cáo không can ngăn bị cáo Danh mà còn cùng với chồng là bị cáo Danh ra tay giết bị hại? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo cũng không hiểu sao nữa, giống như là bị ma xui quỷ khiến nha. Lúc đó thấy chồng mình làm vậy, bị cáo đã nhắm mắt cùng chồng làm liều. Bây giờ nghĩ lại, bị cáo cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai trong phiên tòa ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Thanh Danh và bị cáo Trần Ngọc Kiều đối với bị hại Tiêu Liên Nguyễn là giết người và cướp tài sản. Cả hai bị cáo đã đưa bị hại tới cánh đồng vắng và dùng sợi dây thừng xiết cổ bị hại cho đến khi tử vong. Sau đó cả hai đã lục lấy hết tài sản của bị hại rồi bỏ trốn. Căn cứ vào điều 93, điều 133 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Hồ Thanh Danh về tội giết người, 10 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là tử hình. Căn cứ vào điều 93, điều 133 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 15 năm tù đối với bị cáo Trần Ngọc Kiều về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội là 25 năm tù. Mời viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện bị hại, bà Đào Thị Hoa đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà Đào Thị Hoa, bà có biết vụ việc cháu của bà qua Việt Nam du lịch không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không có biết gì hết á. Sau khi mà nghe cơ quan công an báo tin là cháu tôi nó lén qua đây du lịch rồi bị sát hại, vì nó quá tin tưởng người lạ mà. Giá như mà tôi biết trước được chuyện này thì cháu tôi nó không có bị chết thảm như vậy đâu. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho hai bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, cháu của tôi nó chết oan uổng lắm. Tôi kính xin hội đồng xét xử hãy trừng phạt thích đáng những cái kẻ mà đã sát hại cháu tôi, để cháu tôi nó được yên lòng, nó chín suối. Mời bà ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo, ông Hồ Văn Việt, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho hai bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi biết con trai tôi giết người là phạm pháp, nhưng mong hội đồng xét xử suy xét thêm hoàn cảnh gia đình tụi tôi. Tôi đã bị mất một đứa con rồi, nay chỉ còn mình Thanh Danh
là chỗ dựa duy nhất. Mất thêm nó, gia đình tôi không biết sống ra sao nữa. Mong hội đồng xét xử giảm nhẹ mức phạt cho nó một con đường sống. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Danh và bị cáo Kiều, hai bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, giá như lúc đó bị cáo bình tĩnh hơn thì bị cáo đã không gây ra tội ác. Kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho bị cáo để bị cáo có cơ hội quay trở về nhà mà chăm sóc cho cha già. Dạ thưa hội đồng xét xử, từ lúc sát hại Nguyễn, chưa đêm nào bị cáo được ngủ yên giấc. Bị cáo không mong được tha thứ, chỉ mong được chết để giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh tội lỗi mà bị cáo đã gây ra. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao hai bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Thanh Danh và bị cáo Trần Ngọc Kiều đối với bị hại Tiêu Liên Nguyễn là giết người và cướp tài sản. Hành vi của hai bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên địa bàn, làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy, cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe. Căn cứ vào điều 93, điều 133 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Danh tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. Căn cứ điều 93, điều 133 Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Kiều 15 năm tù về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp chung cho hai tội là 25 năm tù. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Ngồi dự kháng phiên tòa, nghe thuộc lại toàn bộ tội ác của hai bị cáo Danh và Kiều, tôi không khỏi rùng mình. Cùng là con người với nhau, tại sao bọn chúng lại quá tàn nhẫn với đồng loại mình như vậy? Vì sao chúng lại coi nhẹ mạng sống con người, coi thường pháp luật đến thế? Phải chăng đồng tiền có ma lực ghê rợn đến thế? Vì tiền mà bọn chúng đánh mất nhân tính, sẵn sàng giết người một cách man rợ, dẫu họ không chút oán thù gì với chúng. Phiên tòa đã kết thúc với bản án tử hình cho bị cáo Danh và 25 năm tù dành cho Kiều. Đó là bản án thích đáng với tội ác chúng đã gây ra. Một bài học đắt giá cho những ai sống buông thả, không trân trọng bản thân và coi thường đạo lý làm người. Bởi lưới trời tuy thưa mà khó lọt, tội phạm luôn phải trả giá thích đáng cho hành vi tội ác chúng gây ra. Vợ ơi, chồng về rồi nè. Anh về rồi đó hả? Ừ. Nè vợ, vợ ra đây. Từ từ thôi nha, cẩn thận. Ây. Nè, chồng cũng mua thịt về nấu cơm cho vợ ăn nè. Sao mà anh mua thịt chi cho tốn tiền vậy? Thiệt tình luôn á, bà chủ mới qua đây đòi tiền phòng á, mà em phải khất nợ. Bà nói trong tuần nếu như mà hai vợ chồng mình không có thì phải dọn đi chỗ khác á. Ờ thì cuối tuần này chồng lãnh lương, chồng đem tiền qua đưa cho bà chủ phòng trọ là xong chứ gì. Với lại chồng tính là chồng chích ra một ít để dành tiền mua thuốc cho vợ. Còn thuốc đau lưng của chồng thì từ từ mua cũng được, chồng chịu được. Đau cỡ nào chồng chịu cũng được hết á. Nhưng mà chồng chỉ lo cho vợ với con, lỡ mà có gì thì... Mà chồng tính vậy nè vợ, cuối tuần sau á, chồng
chồng đưa vợ về bên ngoại ở một thời gian nha. Rồi ở trên đây á, chồng đi làm có bao nhiêu tiền cái chồng đem về dưới cho vợ với con hết luôn. Chứ chồng ở trên đây đi làm suốt ngày à, ở nhà có một mình vợ với con à, lỡ mà có chuyện gì á, chồng không có yên tâm đâu. Em cũng tính vậy, cũng muốn về lắm, nhưng mà mình đâu có tiền đâu về. Em yên tâm đi, cuối tuần anh có lương rồi, anh đưa hết cho em luôn, lúc đó cái anh dẫn em đi về quê, hiểu không? Bây giờ á, vợ ngồi đây đi, chồng đi nấu cơm, đi kho thịt cho vợ với lại con của mình ăn nha. Ủa? Không ăn cơm đi đâu vậy? Dạ anh Vũ, em đem cơm này về cho vợ em. Ủa vậy là nào giờ là tới cứ trưa là đem hộp cơm với cơm thêm vậy vợ ăn vậy hả? Dạ em đem về nhà cái em ăn cơm thêm, còn hộp cơm có đồ ăn em cho vợ em ăn. Trời đất ơi, làm công việc nặng nhọc vậy mà ăn có cơm thêm phần vậy thì sao nó? Em ăn được mà anh, không sao đâu. Dạ cho em đem cơm về nhà em gần đây nha anh. Vợ em đang đợi em ở nhà. Ừ thôi về đi. Dạ. Ê à, thôi mày cầm hộp cơm này về ăn luôn đi. Mần toàn là việc nặng nhọc như vậy mà ăn vậy sao nó. Cứ lấy đi. Dạ em cảm ơn anh. Ừ. Dạ anh Vũ cho em hỏi tháng trong tuần này mình có lương không anh Vũ? Trời đất ơi, lần này là lần thứ ba mày hỏi tao là lương bổng rồi đó. Nói là tháng này là trả lương chậm, nhưng mà mày cũng ứng hơn nửa tháng lương rồi còn gì nữa. Dạ với lại vợ em cũng sắp sanh á, nên em à, mà anh Vũ có việc gì làm thêm hay là tăng ca gì anh kêu em làm với nha. Nói thiệt tao á thì có việc làm thêm có nhiều, nhưng mà kẹt cái mày giấy tờ không có đầy đủ, tao gửi mày qua bên kia người ta không có nhận. Thì em cũng biết, em cũng muốn đi làm kiếm tiền lo cho vợ cho con, rồi sau này con em nó sinh ra nó cũng có giấy tờ tùy thân, nó cũng được đi học chữ đàng hoàng, không có giống như cuộc đời của em. Thôi đừng có than nữa, phấn chấn lên. Nói chung là có việc làm á anh hú mày liền nha. Dạ cảm ơn anh, với lại vợ con em tình trạng vậy nên em cũng hơi lo, nên có gì không phải anh Vũ bỏ qua, có gì việc gì anh Vũ kêu em làm với nha. Rồi không có lo gì nữa hết. Dạ. Bây giờ thương vợ thì đi hộp cơm gì cho vợ ăn liền đi, đói rồi. Dạ cảm ơn anh, em về nha. Ừ. Dạ về tranh thủ vô nha, đúng giờ nha. Dạ. Vợ ơi, vợ ơi, chồng về rồi nè. Ủa vợ, vợ bị sao vậy? Không sao hết á, em hơi mệt xíu à, chắc do tới gần sanh cho nên nó hơi mệt thôi à. Thằng chồng lo quá, chồng có đem cơm về cho vợ ăn nè. Ờ hôm nay anh ăn cơm về ăn với em hả? Ừ thì giờ tự vô đây tranh thủ nghỉ trưa, cái chồng xin ở chỗ làm đem cơm về ăn cơm chung với vợ để vợ không có buồn. Ừ. Mà mỗi người chỉ được có một suất cơm à, anh đem về hai suất vậy á rồi có bị la hay bị trừ tiền gì không? Đâu có đâu, ở chỗ làm á mọi người ai cũng thương anh á, nên là lúc nào cũng cho anh hai phần cơm đem về để ăn chung với vợ nè. À vợ ăn trước đi. Ừ mà chồng nè. Ừ? Cuối tuần này là có lương đúng không chồng? Tại vì em có gọi điện về cho má, em nói với má là cuối tuần này là có lương á. Má nghe má vui lắm luôn.
Má cũng có nói với em là má muốn lên để chăm sóc em cho tiện, nhưng mà má không có lên được vì không nhà cửa, không ai lo hết trơn á. Có tiền á là chồng cho hai má con về quê liền, với lại chồng cũng tính á là xin chỗ làm nghỉ một ngày chồng đưa hai mẹ con về quê, chứ bầu bị vậy đi xe một mình chồng không có yên tâm. Thôi không sao đâu, chồng cứ để cho em đi mình được rồi. Với lại chồng lo đi làm kiếm tiền đi, còn để dành dụm để lo cho con nữa, chứ chồng chưa có dư được đồng nào hết trơn á. Chồng biết rồi, thôi giờ ăn cơm nhanh nhanh đi. Dạ ăn đi nha. Ăn đi, ăn cho con nó ăn ké với. Thôi, chạy trước nha. À. Ê Long, đợi anh xíu. Dạ anh Vũ kêu em. Có việc làm thêm cho mày à, làm không? Có việc làm hả anh? Dạ em làm. Ừ. Làm gì anh? Chiều nay anh có việc đột xuất, mày nhớ nhà chị Mỹ với thịt heo không? Dạ. Rồi lát chạy ù qua bển coi coi sao mà cái tường mới xây đây mà nó bị thấm nước. Qua kiểm tra đi, thì có gì anh cộng làm thêm ngoài giờ cho mày nha. Dạ dạ. Rồi đi ấy rồi anh. Anh Vũ. Hả? Dạ em không có xe. Thôi mày lấy xe anh đi đi. Thì mai nhớ chạy qua con đường cho anh nha. Dạ. Ừ. Anh Vũ. Gì nữa? Dạ anh có tiền cho em xin ứng về chăm vợ em sắp sanh, em hết tiền. Trời đất ơi, mấy bữa trước mày mới mượn anh rồi bây giờ anh cũng không có tiền nữa. Sáng mua vật tư hết rồi. Thôi để ít bữa nữa nha. Dạ. Ừ. Rồi coi tranh thủ đi để chị đợi nha. Dạ. Cậu coi giùm đi, nó thấm bên chỗ đó đó. Thấm lúc trời mưa lớn hay sao chị? Mưa lớn mưa nhỏ gì cũng thấm hết trơn á. Cậu về hả, báo cáo với ông Vũ qua sửa giùm tôi nha. Dạ. Cái nhà gì mà mua mới có 1 năm mà cứ thấm vậy là tôi không có chịu rồi đó. Dạ dạ, để em kiểm tra lại rồi em báo với anh Vũ cho. Ừ, rồi báo gấp rồi làm giùm tôi đi nha. Chứ dạ. Nhà mà phòng khách phòng bếp không có dột, không có thấm, mà phòng ngủ thấm là tôi không có chịu đâu nha. Dạ dạ. Chị Mỹ ơi, chị Mỹ. Ơi chị Mỹ ơi, chị Mỹ coi giùm tôi nha. Dạ dạ. Cuối tuần này có lương đúng không chồng? Có tiền á là chồng cho hai má con về quê liền. Cũng muốn về lắm nhưng mà mình đâu có tiền đâu về. Dạ. Đi. Ủa, đi đâu? Đi về quê, chồng có tiền rồi nè, Giờ tối rồi mà, thôi để mai rồi mình đi. Không được, gấp lắm. Bây giờ về quê đi, bây giờ tại vì cho cầm tiền đi, chồng có tiền rồi đó. Chồng mượn xe anh Vũ được có tối hôm nay để đưa vợ về quê à. Ừ thôi được rồi, đợi vợ xíu đi. Giờ đi lấy đồ cái. Đi. Thôi đứng đây đi. Để chồng dọn đồ cho. Nhanh nha. Bị cáo Nguyễn Quang Long, bị cáo có biết rõ những thông tin về nhân thân của mình không? Cha mẹ bị cáo là ai? Tại sao bị cáo lại không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào? Dạ, thưa đồng xét xử, bị cáo là trẻ mồ côi. Lúc 8 tuổi, bị cáo trốn khỏi trại trẻ mồ côi, đi lang thang. Rồi gặp ba má nuôi, nhận bị cáo về nuôi. Sau này lớn lên, bị cáo có xin ba má cho bị cáo được nhập hộ khẩu để làm chứng minh. Nhưng mà
Dạ con mời má uống nước. Má ơi. Dạ. Thưa má, con sống được với ba má cũng mười mấy năm nay rồi. Con muốn xin ba má cho con được nhập hộ khẩu để con đi làm giấy tờ tùy thân, con đi xin việc làm đó má. Từ từ. Má, con có ăn học gì đâu mà đòi xin việc cao sang. Đi làm thợ hồ, đi làm bốc xếp thì cần giấy chứng minh con. Việc làm nào cũng cần có giấy tờ tùy thân đó má. Hay là má sợ con xin vô hộ khẩu ở trong nhà rồi má phải chia đất cho con nữa. Thiệt, không có cái chuyện đó đâu. Đừng có nghĩ tào lao vậy con. Thôi con biết hết rồi. Con mang ơn ba má nhiều lắm. Nhưng mà con chỉ muốn xin ba má cho con một cái lai lịch rõ ràng thôi. Còn đất đai, nhà cửa, tiền bạc, vòng vàng của ba má con không có cần đâu. Nhưng mà ba má bị cáo không có chịu. Bị cáo buồn, bỏ nhà đi lên thành phố. Rồi tình cờ gặp được vợ bị cáo là Thảo. Hai đứa về sống chung với nhau. Bị cáo thì không có giấy tờ gì hết. Bây giờ không có tiền để làm một cái đám cưới đàng hoàng cho hai đứa. Tại sao bị cáo biết hoàn cảnh mình khó khăn? Vợ và đứa con sắp chào đời, chỉ có mình làm chỗ dựa, lại không chịu làm ăn lương thiện, mà lại đi trộm cắp tài sản với tổng giá trị lên tới hơn 150 triệu đồng. Dạ thưa đồng xét xử, thực sự thì bị cáo thương vợ nên bị cáo mới làm như vậy. Vì vợ sắp đến thời kỳ sinh đẻ mà không có tiền về quê. Với lại bị cáo bị bệnh, đi làm thì ít tiền. Tiền đó để dành mua thuốc cho hai vợ chồng. Bị cáo không có biết được là cái số tiền nó lớn đến như vậy. Bởi vì khi bị cáo đi cầm đồ, cầm chỉ được 19 triệu thôi. Bị cáo thất học từ nhỏ nên bị cáo không có biết. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo. Vì bị cáo thương vợ nên bị cáo mà không nghĩ được, nhưng không nghĩ đến nơi đến chốn, nên bị cáo mới đánh liều ăn trộm. Bị cáo bị bệnh đau cuộc sống, nhưng mà vợ thương đau nhất cỡ nào bị cáo cũng chịu được. Nhưng mà nhìn vợ con khổ bị cáo không có chịu được. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai trong phiên tòa ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Quang Long đối với bị hại Lê Thị Mỹ là trộm cắp tài sản. Vì những khó khăn trong cuộc sống và cần tiền lo sinh nở cho vợ con, thay vì lao động chân chính, bị cáo lại chọn cách trái pháp luật, đó là trộm bộ trang sức trị giá 150 triệu cùng 4 triệu rưỡi tiền mặt. Đây là hành vi cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không biết chữ, không được học hành, trình độ nhận thức kém, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 173 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Quang Long cho tội danh trộm cắp tài sản. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Lê Thị Mỹ là bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, hoàn cảnh của Long thật là khó khăn và đáng thương đến như vậy, cho nên tôi cũng rất là thông cảm. Với lại số vàng tôi bị mất cũng được công an trả lại, cho nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án cho Long, để Long có cơ hội trở về chăm sóc vợ con. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Quang Long
bị cáo được phép lấy lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến chị Mỹ và cảm ơn chị đã xin giảm án cho bị cáo. Bị cáo chỉ mong được giảm án sớm trở về với vợ con. Bị cáo nhớ vợ con lắm. Bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm của mình, mong hội đồng xét xử xem xét. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Chị là phóng viên, chị có gặp vợ em rồi. Bây giờ chị sẽ gọi điện cho em nói chuyện với vợ em nha. Dạ, cảm ơn chị. Alo, chị ơi, chị có gặp chồng em chưa chị? Chồng nè vợ ơi. Vợ, vợ với con có khỏe không? Mẹ con sao rồi? Em và con vẫn khỏe. Anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết rồi. Hai mẹ con em cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Đợi khi nào con cứng hơn, em và con sẽ vào thăm anh. Anh biết rồi. Em đừng có lo cho anh nha. Dạ. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Quang Long đối với bị hại Lê Thị Mỹ là trộm cắp tài sản. Bị cáo khai nhận vì túng thiếu, không có tiền cho vợ sinh đẻ, nên nghĩ quẩn lợi dụng lúc sơ hở của chủ nhà đã trộm lấy đi số tài sản gồm vòng vàng được định giá 150 triệu đồng và 4,5 triệu tiền mặt. Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo vốn ít học, không biết chữ, không có người thân thích. Sau khi thực hiện, tội phạm đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị hại và cũng được bị hại xin giảm nhẹ án. Đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 173 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Long 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Chị ơi, chị về nói với hai mẹ con là em xin lỗi hai mẹ con nhiều lắm nha chị. Chị ơi, chị nhớ nấu nha chị, nhớ nha chị. Một vụ án khiến tôi trăn trở tới mức không chỉ tham gia dự kháng mà tôi đã đích thân tìm đến thăm hỏi người thân của Long, bị cáo đáng thương trong phiên tòa hôm nay. Một cuộc đời với toàn những con số không. Không biết chữ, không người thân, không biết xuất thân của mình. Nhưng có chăng, chính tình yêu với Thảo, vợ bị cáo để giúp anh hồi sinh và vững tin thêm vào cuộc sống. Tuy biết rằng Long đáng thương, nhưng không có nghĩa cứ sa vào khó khăn thì mỗi chúng ta lại chọn cách phạm pháp. Và chính mức án 5 năm tù là bài học để cảnh tỉnh mỗi người. Và cũng mong rằng sau khi trả án, anh sẽ có một cuộc đời mới tươi sáng hơn bằng con đường lao động chân chính.